Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem ạ. Hôm nay nhà em về được một mẫu gọi là bộ quần áo thể thao hàng một lớp nhé. Quần áo thể thao của hàng Quảng Châu sản xuất, cực kỳ đẹp. Nó là cả bộ nhé. Đây ạ. Đấy, cả bộ quần áo thể thao bo nhé. Bo cả ống quần luôn. Ống quần cũng bo tay và bo gấu. Cổ cũng là cổ đứng luôn. Kéo lên là cổ đứng. Rất là đẹp, mặc rất là thoải mái và nhẹ nhàng nhá. Thời tiết mà se lạnh thôi, chứ lạnh quá thì cái này cũng không hợp. Còn là thời tiết lạnh một chút thì mọi người mặc cái này, hay là mặc đi thể dục buổi sáng hay buổi tối mọi người đi thể dục, mặc những cái bộ này rất là thoải mái. Rất là thoải mái nhá. Bởi vì là quần nó thiết kế co giãn 4 chiều, áo co giãn 4 chiều. Mọi người mặc thì rất là thoải mái. Để em lên chi tiết từng sản phẩm một cho mọi người coi ạ. Đầu tiên là chiếc áo của nó. Chiếc áo của nó thì nó có bo này. Bo rất là dày nhá. Bo cực kỳ dày nhá. Bo tay này và bo thân này. Khóa của nó là khóa đồng 100% nhá. Khóa đồng này. Hàng này hàng của Quảng Châu sản xuất. Chất liệu của nó cực kỳ đẹp, đảm bảo mọi người mặc không sổ lông, co giãn 4 chiều, dày dặn nhé. Nó là hàng một lớp nhưng nó rất là dày, dày dặn và nó co giãn. Chất vải cực kỳ lì, chất vải lì, hàng đẹp, hàng loại 1. Bộ thể thao. Cổ là cổ đứng nhá. Cổ đứng mọi người có thể bẻ ra này, hoặc là mọi người có thể kéo cao lên cho nó kín cổ này. Đấy, rất là đẹp. Thiết kế rất là gọn gàng và khỏe khoắn nhá. Chiếc quần của nó đấy, quần của nó là cái bụng của nó là cái lưng quần này, gọi là lưng thun nhá. Lưng thun này có cái dây rút này, mình có thể điều chỉnh to nhỏ nhá, rất là hợp lý cho mọi người. Cái ống quần này người ta cũng thiết kế rất là bo thì mặc rất là gọn gàng, nó không bị loè xòe dưới gấu quần ấy. Mặc dài một chút cũng sao, thì mình có thể co lên thì nó không bị dẫm vào gót chân. Rất là hợp lý luôn. Cái quần của nó là quần co giãn nhé. Quần co giãn 4 chiều. Thiết kế cực đẹp, chắc chắn. Đường may của nó thì cực kỳ đẹp luôn. May kín luôn. Đường may kín. Ở trong là nó có đường may đôi luôn. Rất là chắc chắn nhé. Mọi người yên tâm sử dụng, không bao giờ sợ bị xoạc xiếc gì. Thể dục thể thao thoải mái nhá. Khóa đồng. Em về cho mọi người cái này được cái màu này là được đủ số nhá. Từ tầm 58 kg đến 80 kg. Tầm 80 kg quay lại. Số của nó là 175, là từ 58 kg đến như em. Em mặc là số 175, là 58 kg đến tầm 65 kg, mặc cái bộ này là vừa đẹp này. Đấy. Còn bộ 180, size 180, đây là có size của nó đấy. Đây là có size của nó đấy, nó size số nhá. 175 là nhỏ nhất này. Xong rồi 180 là từ 68 kg cho đến tầm 75-77 kg. Còn size 185 là size to nhất, là dành cho người từ 1m73 cho đến 1m78 và nặng tầm hơn 80 kg, cái size to nhất nhá. Còn size nhỏ nhỏ em vẫn có đầy đủ nhá, cho mọi người nhá. Đây là một màu này. Đây là cái màu dằn, loại màu thứ nhất này. Và em có hai màu cho mọi người nhá. Cái màu thứ hai này, nó thiết kế y xì thế nhưng mà nó, cái màu này thì nó nhạt hơn. Nhạt hơn cái màu này một chút. Em có hai màu cho mọi người lựa chọn. Thiết kế y xì như nhau nhá. Quần cũng dây rút này. Tem thêu này. Tất cả tem đều là tem thêu hết nhé. Tem thêu hết. Áo là có túi chéo này. Áo có túi chéo nhé. Quần là có 3 túi, 2 túi chéo này. 2 túi chéo và 1 túi đằng sau mông nhé. Gọi là thiết kế rất là gọn gàng và sạch đẹp. Nó có màu này. Màu nhạt nhạt, màu dần nhạt này. Và đây gọi màu dần đậm nhé. Ai mua thì có thể nói là màu dần nhạt và màu dằn đậm cho dễ phân biệt, cho em gửi cho đỡ bị nhầm màu cho mọi người. Cái bộ quần áo này là chất liệu của nó là chất liệu cotton 100% và nó rất là dày, đảm bảo mặc không xù nhá, cực kỳ lì.
hàng đến nơi mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng như chất liệu em quảng cáo và đúng như là mọi người ưng ý thì mọi người thanh toán giúp em, còn không ưng ý thì mọi người cho hàng quay về, em không có ý kiến gì đâu ạ. Nó thiết kế những cái bo này này rất là dày nhá, nên mọi người sử dụng được nó lâu và chắc chắn. Đường may thì mọi người yên tâm, cực kỳ đẹp. Khóa thì khóa đồng, rất là đẹp, trơn tru nhá. Mọi người mặc có thể khoác cái này cũng được này. Khoác này rất là gọn gàng. Nó có bo. Nó có bo chứ. Không mọi người, đây ạ. Em đứng xa để mọi người xem này. Đây, em cho cái điện thoại nó chúc xuống một chút để mọi người có thể xem kỹ hơn cả bộ. Đây ạ, đó. Mặc rất là gọn gàng nhá. Cực kỳ ấy, cực kỳ thoải mái vì nó co giãn, đứng lên ngồi xuống thoải mái. Em là hơn 60kg là mặc size 175 nhá. 175 này em mặc cái size này là vừa. Mọi người có tuổi hơn thì mọi người mặc tầm 58kg đến tầm 65kg mặc cái bộ này là cũng ok này. Cái size này size nhỏ nhất rồi nhá. Cái hàng này hàng Trung Quốc nên là nó không có hàng nhỏ hơn. Thiết kế cực kỳ đẹp và chắc chắn nhá. Mọi người đừng chê hàng Trung Quốc, bởi vì là hàng Trung Quốc nó có nhiều cấp độ lắm. Nhiều cấp độ cho mọi người. Hàng đắt tiền cũng có, hàng rẻ tiền cũng có. Em chọn cái loại này là hàng đẹp để phục vụ cho mọi người, vì cửa hàng của em là cửa hàng bán tại thành phố Móng Cái, có cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng chứ không phải là bán mỗi trên mạng không ạ. Đây ạ, cửa hàng của em đây ạ. Đầy đủ cho mọi người nhá. Nên mọi người yên tâm, em sẽ chọn hàng cao cấp nhất để phục vụ mọi người. Giá thành của nó thì là một bộ này em bán là 750.000 một bộ nhá. 750.000 một bộ. Cộng với 30.000 tiền phí vận chuyển, em ship toàn quốc là 780.000 tổng cái đơn này nhá. Anh nào thích liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Em sẽ phục vụ mọi người nhiệt tình nhất có thể và không để mọi người phải phàn nàn một câu gì, vì cái này là em muốn bán lâu dài nhá. Cực kỳ đẹp, anh nào thích liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027 hoặc kênh bạn số Zalo của em đó 0378 050 027, thì để em tư vấn cho nó chính xác về chiều cao cân nặng, em gửi cho đỡ bị nhầm nhá. Giá em bán của bộ quần áo này là 750.000. Rồi, em xin chào mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo ạ.